Rồi quay thấy vậy đã, người ta có ray cam mà. Này là anh Bảo ở Nguyễn Bảo á, Nguyễn Bảo Nguyễn ở Long An, Châu Thành Long An. Đây có đến mới hôm trước là hỏi số điện thoại của tiệm Thành Nam, qua hôm sau xuống tới chỗ luôn, nhanh thiệt chứ. Mới ngày hôm qua đó. Rồi bây giờ là sửa, là đợi ở đây là lấy về luôn. Sửa cái men. Men luôn hả? Sửa cái men đó. Ý là cái mixer. Mixer nó bị mấy cái header nó hư gì đấy đó. Mixer này Behringer hả? Ồ, B-Way hả? B-Way 14. B-Way B-Way 14. Rồi ở nhà chơi anh xài FS của con này luôn ha, là xài FS rồi. Chạy FS Banker vô. Banker. Chạy về 2 đó, giờ đã không còn động nữa. Sửa Eco hả? Thay Eco với thay mấy Fader. Vậy là cái con mixer này mình xài lâu chưa? Bạn đi kéo kéo này chia lại. Chia lại. Mình về mình chơi. Bên đất rồi, bất động sản rồi nó chia lại. Bây giờ mình chơi gia đình. Chơi gia đình à. Ở nhà chơi cũng dữ lắm, bởi vì làm có tiền là đam mê. Đam mê mà. Nay mình năm mấy tuổi rồi? 57. Dạ. Vậy là cũng nói chung là cái đam mê âm thanh này nè, không không có gọi là lứa tuổi. Ai chơi cũng mê hết. Âm thanh là tuổi nào cũng mê hết. Đây xuống đây sửa là đợi lấy về luôn. Hổng nghe cụ bắp miền Tây nó giới thiệu là sửa nhanh gọn rồi ở lại ăn ngủ với chủ tiệm. Ăn ngủ là có người bao luôn á, ngủ ba. Ăn ngủ đó nha. Mình nay là tới Gò Công ý Tân Phú Đông đó nha, Tân Phú Đông. Ăn ngủ với chủ tiệm luôn, đặng sửa lấy về liền. Đam mê, nói chung là đam mê mà. Dạ. Làm bên nghề kiển á. Kiển hả? À? Vậy là mình chơi cái kiển là kiển hết, kiển mini có, kiển bonsai bỏ túi rồi có hết, tay rồi có hết luôn. Là mình trồng đa số là cái cây gì? Ví dụ như là cây đâu? Đúng rồi, tại vì anh đi sửa. Sửa. Đi sửa. Gọi là nghệ nhân. Đó, mình đi sửa kiển. Dạ. Rồi đam mê bên cái này. Lâu rồi. Dạ, đam mê kiển. Dạ, đam mê luôn âm thanh. Làm thợ kiển, đam mê bên âm thanh. À, nghệ nhân nhờ của miền Tây đi kẹo kéo nè, cũng thanh của kẹo kéo. Rồi bắt đầu mới là nhờ giới thiệu là chỗ nào mà sửa hàng uy tín. Dạ. Tới liền. Ok. Dạ. Hả? Hơn chứ. Muốn quay nhiêu quay à? Cho tiếp bằng tiền cho Long. Dạ rồi. Mà kiếm tiền rồi mà dạng kiếm tiền cũng không không được đâu vậy. bốn triệu mấy là gom mấy tháng á. Dạ chứ đâu có tiền nhiều dữ vậy. Cái con mixer này cái mạch nó giống cái con Yamaha không có ta? Cái màu vàng vàng đó bữa quay rồi. Hàng này là của Mỹ mà sản xuất Trung Quốc hả? Nguyên con Trung Quốc luôn. Nguyên con Trung Quốc hả? Này hàng phép bắt rồi. Thấy B-Way này Nhật Việt, cách đây Nhật Việt hay bán. Cái hàng thì nó xịn ha. Còn cái này hàng ấy. Tạm bữa nó nói mười mấy triệu đó là lâu. Dạ. Cái đó được gọi là socket rồi hả? Làm xong chưa? Mới làm. Xong rồi. Chúc có test không? Có chứ. Chị nào test quay tiếp. Dạ. Thì ấy giờ tôi biết, từ khi nào biết bác ba ông sửa nè, bà con trong nhà. Rồi kêu dạ. Đi bên nhà này có hộ dạ. Là hỗ trợ ông bác. Rồi từ khi mà biết ông bác cũng làm cái này rồi về nhà chơi là không có sợ hư nữa. Chơi thoải mái. Cái bàn số của Long Hổm thay đi dàn nhỏ là thằng BX Audio 303 cộng là đó mua mấy triệu quá hả? Dạ, hồi mua là 3 triệu mấy vậy. Dạ, mà mấy năm trước á. Rồi, giờ nó cũng mẹ 200 mấy trở rồi. Dạ, dạ. Thì nó cũng nằm đó chứ không lỗ nhiều á. Đúng rồi. Nó giá để hàng chính hiệu người ta mà. Dạ. BX, rồi bây giờ để ở nhà đặng cho cha hát, cho cha hát rồi. 306 cộng. 306 cộng đó. Thì đây có gì nè. Trong đây nè. Hai con đó.
nó hình như mặt trắng phải không? Dạ. Ờ, loại mặt trắng đó. Đó, 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 đúng rồi, ừ, nó đó. BS Audio 306, phía sau lại 3. 306. 306 cộng hả? Dạ. Nhà anh Văn Cơ, cái Văn Cơ của Vi bên này là cá chính á. Dạ. Đưa vô nó không phê, đưa vô cái phép nó không phê. À. Chứ không có đi trực tiếp, tại dạng này nó tiếng khô là nó khô, nó không có eco với đồ quạt. Đúng rồi. Cho nên mình phải câu vô. Câu vô đặng tạo cái eco rồi. Tạo eco á, tạo đổ vàng. Miro mình cắm vô vang. Đã cắm vô vang chứ không. Xong rồi vang mới đưa anh lên đây. Tụi nó chỉ là nó cắm vô mấy cái line 1. Mà anh cắm vô rồi hát rất là hú. Nhưng mà cắm vô line này thì phải có ngõ ao yếp xuống. Có ao xuống ngày nữa. Ờ, xuống rồi bắt đầu cái tâm á, tâm mà vô thằng Văn Cơ. Xong rồi cái đưa ngược đó lên. Ngược đó lên là nó làm để nó. Nếu mà làm cái cách đó là mình phải ngồi nghe bằng mixer. Trực tiếp luôn. Đúng rồi, đang mình đang mình đẩy lên đẩy xuống. Cái tông nhạc với cái tông hát á. Đúng rồi. Còn nếu mà mình cắm vô vang luôn thì cái vang nó xử lý được cái tiếng mix. Đúng rồi. Hỏi nhiều người hỏi em á là sao mà không làm FSR. Nhà. Lúc đó anh có bình luận cái vụ dạ. Mà chép sáng quá là em nói là tại điện thoại nó ấy đó. Dạ. Anh bình luận hỏi sao lỡ phép rồi. Hô trời ơi, tôi set up xong rồi tôi giao lính tôi làm mà lỡ phép rồi chỗ đó để nó đẩy hồi hư hết. Đẩy là banh xác. Dạ. Ba cái lo là hư nhất trước đi. Cứ cho cái con vang xử lý hết ráo, mình giới hạn trong con vang đó rồi mình bỏ cho nó làm. Ví dụ mà nó có lên tổ nào, nó lên cái fader tổ nào hay là lên cái tạm master tổng tổ nào cũng không bao giờ hú. Dạ. Có gì nó giảm cái thằng đầu ra. Đấy, cái con vang là nó mình đã giới hạn trong đó rồi. An tâm hơn. Còn đưa lên làm nó nhiều cái nó không biết á, rồi nó đẩy lừa đó. Có thằng gì ở bốm nó để chạy theo đó không? À, sao rồi mấy con nhỏ ấy. Cái nào ta anh mà nhìn thấy như lông đi vô mà cái con nào bị lọt cuốn như kinh đó. Có, từ lừa đó mà. Đi chẹt luôn. Trời ơi, cực khổ quá trời mình. Rồi đi vô như cái rừng vậy đó, đi băng cái đường người ta không có đường mà đi băng clip băng đường từ lửa đó mà. Khổ lắm. Giờ ở trên anh đó là lòng biết sao đi là nó đi có hai chiếc xe ba. Nó làm cái cỏ lắm. Nó đóng cho nhiều. Thì nè sau khi đã sửa xong rồi bây giờ mình bắt đầu test thử. Thì hồi thử mấy cái chế độ cái độ eco điều vạch của cái con này thử đi cho nó hay không nha anh em. Này là hàng phách nha. Súp này nó đánh lực dày mà trên mạng chê thua súp Thái của con á bác bà. Lên 1, 2. Lên 1, 2. Lên 1, 2, 3, 4. Lên. Lên 1, 2, 3, 4. Lên. Lên eco rồi đây. Lên 1, 2, 3, 4. Lên. 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 Lên 1, 2, 3, 4. Lên. Thì đang test các like của lên 1, 2, 3, 4. Lên 1, 2, 3. Lên 1, 2, 3, 4. Lên 1, 2, 3, 4. Lên 1, 2, 3, 4. Lên 1,
hai ba bước lên lên một hai ba bước lên lên một hai ba bước lên một hai ba bước lên lên một hai ba bước lên lên một hai ba bước lên một hai ba bước nè đứng một buổi con không nghe được tiếng số năm lên một hai ba bước lên một hai ba bước lên một hai ba bước lên lên một hai ba bước lên lên một hai ba bước trên Long An mà chạy xuống tới Tân Phú Đông luôn. Đảo xa này sửa mới sơ.